Enishi Gasamase. Đến hẹn hẹn lại lên. Hôm nay Enishi là giới thiệu với mọi người về món bánh xèo Nhật. Và mời mọi người cùng vào bếp với Enishi nhé. Nguyên liệu để thực hiện món bánh xèo hôm nay gồm có bột bánh xèo, trứng, hành lá, bắp cải, tôm, thịt, cá bào, nori cắt sẵn và gia vị ăn kèm theo.